Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn chạy cấp cứu trên máy AU680. Trên đây là màn hình giao diện chính của máy. Thì trên máy AU680 này thì nó có một số điểm khác so với các dòng AU480 và AU400. Thì khay cấp cứu chúng ta sẽ vào khay start, chạy trạng thái start đây ạ. Hoặc chúng ta có thể vào chạy khay cấp cứu. Đây, chúng ta sẽ vào đầu tiên là chúng ta sẽ phải vào mục sample nhé. Chúng ta sẽ cài cái mẫu cấp cứu của mình giống như chạy cái start and try này. Chúng ta sẽ điền cái mã. Đây, chúng ta tôi có một cái mẫu ở đây nằm HB1C là 102532, làm xét nghiệm A1C và HB. Đối với các xét nghiệm khác thì chúng ta cũng chọn tương tự như vậy. Và nếu chúng ta có pha loãng, nếu xét nghiệm mà chúng ta thực hiện pha loãng trên khay cấp cứu này thì chúng ta phải kích vào xem vào đi luôn này. Chúng ta sẽ chọn cái mức mà chúng ta đã pha loãng 5 lần hay 10 lần hay 11 lần chẳng hạn. Thì pha loãng này chúng ta sẽ phải pha loãng ngoài nhé. Và chúng ta kích entry để chúng ta kết thúc quá trình nhập. Sau đó chúng ta sẽ quay về màn hình exit và quay lại về màn hình khay trạng thái start. Trong khay trạng thái start này thì chúng ta quan sát thấy là có một mẫu đã trạng thái kết thúc rồi, mẫu đã ra kết quả là 1409 đây. Thì chúng ta sẽ ra mở cái khay cấp cứu. Đây là cái khay cấp cứu và có thanh có một nút xanh này, là nút chúng ta có thể xoay. Nếu mà chúng ta ấn vào đây, đây bình thường chúng ta sẽ phải nhìn để chúng ta khay cấp cứu. Với khay cấp cứu này thì chúng ta sẽ có 22 vị trí, 22 vị trí để đặt mẫu. Chúng ta sẽ xem là còn cái mẫu nào bên trong khay cấp cứu không. Nếu không còn chúng ta, nếu còn chúng ta sẽ phải bỏ hết những cái mẫu này ra và chúng ta sẽ chọn cho cái mẫu mình vừa cài đặt vào. Nếu mà chúng ta cài đặt trên 2 mẫu thì chúng ta sẽ phải cài lần lượt và bỏ vào lần lượt theo thứ tự tăng dần. Và chúng ta sẽ thực hiện thao tác kick start check này, check cái khay cấp cứu của mình xem là sẽ có bao nhiêu mẫu kick start. Thì quá trình này nó diễn ra khoảng tầm 45 giây thì chúng ta sẽ phải chờ đợi để máy nó check. Nên chúng ta sẽ quan sát máy nó đang rửa kim, quay ra nó check mẫu. Thì hệ thống AU680 này thì có hệ thống kim hút R1, R2 hút mẫu riêng biệt và có hai hệ thống que khuấy, khuấy tam giác và khuấy xoắn. Khuấy xoắn là bên trong kia, chúng ta đây là khuấy tam giác bên ngoài này. Đây, khay cấp cứu nó đang báo nhấp nháy, có nghĩa là nó đang hoạt động và đang check. Chúng ta có thể đợi một lát và có thể nhìn lên hệ thống máy AU680 của Beckman Coulter. Nó không giống như máy AU400 thì chúng ta sẽ cài và chúng ta sẽ xếp thứ tự và kick start luôn. Nhưng ở đây thì máy AU680 thì yêu cầu chúng ta phải quét trước và sau đó chúng ta sẽ phải gán cái mẫu này. Đây, gắn vị trí số 18 tôi vừa cho, kích OK để chúng ta có thể thấy là mã số và mức mẫu số 6 và mã số được gắn và chúng ta có thể kích start để chạy. Đây, chúng ta đã thực hiện thao tác chạy khay cấp cứu trên máy AU680. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại.